quý vị, mới đây, một vụ cướp tài sản hiếp dâm đã xảy ra tại thành phố Hà Nội. Đã chú ý nghi phạm là bạn trai của hàng xóm cùng khu trọ với nạn nhân. Trưa 24 tháng 5 năm 2023, thông tin từ lãnh đạo công an quận Hoàng Mai cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Thắng, 20 tuổi, trú thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản. Trước đó, sáng 19 tháng 5, nạn nhân là nữ sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, tạm trú tại quận Hoàng Mai, trình báo về việc bị một người lạ bịt gần kính mặt, xông vào phòng trọ, dùng dao uy hiếp để cướp chiếc điện thoại iPhone 14. Sau đó, người này còn hiếp dâm, ghi lại video và đe dọa nạn nhân. Nếu trình báo công an thì sẽ tung video lên mạng xã hội. Vào cuộc điều tra, công an quận Hoàng Mai xác định Nguyễn Mạnh Thắng là người đã cướp điện thoại, hiếp dâm nữ sinh. Bước đầu, Công an quận Hoàng Mai xác định Nguyễn Mạnh Thắng là sinh viên một trường đại học ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Có bạn gái ở cùng khu nhà trọ với nạn nhân, nên Thắng thường đến phòng trọ ăn cơm, ngủ lại với bạn gái. Những lần đến chơi, Nguyễn Mạnh Thắng để ý thấy nạn nhân có điều kiện khá giả, nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Tối 18 tháng 5, Nguyễn Mạnh Thắng mượn xe máy của bạn học và chạy xe từ Hải Dương về khu trọ của bạn gái. Tại đây, Nguyễn Mạnh Thắng dùng chìa khóa được bạn gái đánh riêng cho mở cửa cổng và phát hiện phòng nạn nhân đang bật đèn ngủ. Nguyễn Mạnh Thắng nhặt một con dao ở tầng 1 khu trọ, đi lên thì thấy phòng không đóng cửa, liền xông vào khống chế, cướp tài sản và yêu cầu nạn nhân tắt đèn ngủ, trùm chăn lên đầu rồi hiếp dâm nạn nhân, quay lại video. Trước khi rời đi, Nguyễn Mạnh Thắng dọa đã quay lại video cảnh quan hệ tình dục, nếu nạn nhân báo công an thì tung video lên mạng xã hội. Sau đó Nguyễn Mạnh Thắng mang bán chiếc điện thoại của nạn nhân được 20 triệu đồng và mua một chiếc iPhone 12 với giá 11 triệu đồng. Số tiền còn lại Nguyễn Mạnh Thắng tiêu hết. Đến ngày 21 tháng 5, Nguyễn Mạnh Thắng đã bị công an bắt khi đang ăn chơi ở quê báo thanh niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanh niên vn và trên kênh youtube báo thanh niên kính mời quý vị đón xem